trời một cách trọn vẹn. Cho nên có tên là sự phân phục Chúa. Có tên có một cái thẩm quyền tâm linh, nó không làm cho tốt hơn, nhưng có tên đánh dấu một ngày quan trọng. Cái quyết định phân phục Chúa của chúng ta được Hội Thánh ghi nhận khi một tín hữu vâng lời Chúa nhận lễ có tên, là bày tỏ quyết định công khai vâng phục Chúa, và Chúa sẽ ban phước cho đời sống. Từ ý nghĩa thứ hai, trong Roma 10 từ câu 9 đến câu 10: vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Giêsu ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu. Ý nghĩa thứ hai của lễ báp têm là người đó bày tỏ quyết định công khai xưng nhận đức tin của mình cho mọi người biết. Khi một người thật lòng tin nhận Đức Giêsu và mỗi vị người đó xưng nhận cái đức tin với Chúa,